hiện tại giờ là trứng thương kiều gần 100 rồi, 90 đến 100. Dạ không, tại vì đi thùng kiện thì là tại vì không phải là đau, mình đau chân cái cũ, tại vì mình thường xuyên mình thi đấu á, có va chạm mình hay bị đau cổ chân hay là thì mình hay bị đi chân nhắc. Dạ không, bác sĩ cho giờ là kiều cũng cảm thấy là giống như mình tập, bác sĩ cho là mình có cái khả năng của mình là nó đạt được những cái mà mình muốn, thì mình giờ mình về đội mình cống hiến à. Bác sĩ cho thì kêu em thì thôi cứ mạnh dạn, tại vì chân em nó cũng không vấn đề gì.